Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình Top máy giá rẻ dành cho công việc học tập và làm online. Ngày hôm nay thì shop mình sẽ tổng hợp lại những cái mẫu máy mới 100% ở phân khúc đầu tư từ 6 đến 10 triệu đồng. Đây vẫn là cái phân khúc phổ thông mà người dùng Việt Nam chúng ta có để mua. Và với tầm tiền này thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng các công việc như học tập, xem phim, lướt web, giải trí và chơi những tựa game tầm trung. Bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu từng dòng máy nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng thưa các bạn, tại thị trường Việt Nam thì thương hiệu máy tính bán chạy nhất phải nói đến thương hiệu Dell của nước Mỹ các bạn ạ. Đây là một thương hiệu máy tính lâu đời tại thị trường Việt Nam cũng như quốc tế. Và ở phân khúc đó là đầu tư hơn 8 triệu đồng thì mình giới thiệu các bạn với phiên bản Dell Inspiron 3502. Chiếc máy được trang bị cấu hình Cebu Pentium và RAM 4GB, SSD 128GB, màn hình 15,6 inch LED HD sáng. Đây là màn hình có kích thước màn hình tương đối lớn 15,6 inch, có bàn phím phụ, sẽ hỗ trợ các bạn học tập và làm việc online cực kỳ tốt. Bây giờ mời quý vị các bạn xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Các bạn thấy đây là nhựa sần thì nó chống bám vân tay khá tốt. Logo được để ở giữa như này. Tản nhiệt cũng đưa thiết kế mới hoàn toàn đằng sau này. Một thiết kế mà mình rất thích. Bản lề thì các bạn thấy nó cũng làm rất là chắc chắn luôn. Bản lề to mà nó ở giữa như này thì mở thì chúng ta vô tư luôn, không sợ bị bong bản lề. Thiết kế các bạn thấy là ngôn ngữ bo tròn, thiết kế đơn giản. Cổng USB và một đầu đọc thẻ các bạn nhé. Ở bên tay phải ạ, đây là lỗ khóa của máy. Đằng trước thì thiết kế sẽ hơi thoải như này để các bạn mở màn hình này, nó đơn giản này, không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước. Ở bên này thì có cổng sạc, cổng HDMI để quý vị các bạn có thể kết nối ra màn hình bên ngoài, cổng LAN, mạng nội bộ nhé, và hai cổng USB, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Rất tiếc là phiên bản này đã cắt đi USB Type-C, có lẽ là phiên bản giá rẻ thì Dell đã cố tình cắt đi. Bù lại thì các bạn sẽ có một cái màn hình rất lớn và một cái bàn phím full size như này. Tỷ lệ bao phủ màu của máy tương đối tốt các bạn ạ, mặc dù chỉ là màn hình TN nhưng tỷ lệ bao phủ màu lên đến 75% sRGB và 48% Adobe RGB. Màn hình được sản xuất năm 2020, có nghĩa là chiếc máy được sản xuất hoàn toàn mới chứ không phải giống như trên thị trường những chiếc máy cũ ở phân khúc mà giá rẻ thì thông thường sẽ ở phân khúc mình cho là tầm khoảng 8 triệu bây giờ đi, thì nó chỉ được sản xuất 2016-2017 thôi. Này, xem loa của nó nè. Con này thì loa thì mình kinh nghiệm của mình thì rất là hay bởi vì hai cái loa rất là to. Các bạn sẽ thấy là chế độ 3D thì chiếc máy không thể hoạt động được và chạy rất giật. Nếu mà giật như này thì mình nói luôn là tất cả những phần mềm 3D là không thể sử dụng được. Mình bán hàng thì mình không quảng cáo giống như các cửa hàng khác các bạn ạ. Với một chiếc máy có cấu hình thấp như này thì chủ yếu chỉ dùng văn phòng thôi. Ở chế độ 2D thì chiếc máy sẽ kéo được, mức FPS cũng tương đối là tốt ở mức trên 200, 2D thì các bạn có thể thoải mái. Vâng thưa các bạn, một chiếc máy trang bị chip Pentium mà để chơi game thì thực sự là nó không tốt các bạn ạ. Đây là từ game Orion 3D. Thì mình cài vào thì mức FPS chơi game thì nó khá tệ, nó chỉ ở mức là trên 20 thôi. Mình chỉ cài thử để cho các bạn biết là cái sức mạnh của chiếc máy này. Vâng thưa các bạn, phân khúc thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc Lenovo IdeaPad 1 các bạn ạ. Chiếc máy này có giá bán cũng chỉ hơn 8 triệu một chút, được trang bị màn hình 14 inch. Nó được trang bị chip Pentium thế hệ thứ 5 các bạn ơi, có mã là 5030, RAM 4GB và SSD 128GB, màn hình 14 inch. SSD thì nó là PCIe chuẩn tốc độ cao, trang bị đầy đủ các cổng kết nối cũng như kết nối không dây và Bluetooth. Đây là một trong chiếc máy có chất lượng bàn phím tốt và chất lượng màn hình tương đối tốt trong các phân khúc người dùng học tập và làm việc online, cũng như các bạn có thể dùng xem phim, giải trí, nghe nhạc. Bây giờ mời quý vị các bạn xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy là 1,37 kg, chưa đến 1,4 cân. Màu silver khá đẹp. Bản lề có dạng liên trục như này. Mình sẽ mở thử xem nào. Tương đối êm các bạn ạ. Nhìn cứ tưởng vỏ hợp kim nhôm nhưng nó làm bằng nhựa các bạn nhé. Gần như là những chi tiết và những cổng kết nối thì các bạn thấy Lenovo cắt bỏ đi hết. Chỉ có một cổng phone, cổng mic ở bên tay phải chúng ta. Logo Lenovo này. Đằng trước thì thiết kế hơi thoải như này. Để chúng ta mở máy này. Không có cổng nào các bạn ạ. Tất cả cổng được bố trí bên tay trái nhé. Bao gồm cổng sạc, hai cổng USB, cổng HDMI và đọc thẻ. Con này còn cắt cả cổng USB Type-C. Hơi đáng tiếc một chút các bạn ạ. Đây cái màn hình này thì nó là màn hình TN các bạn ạ. Nói chung là một cái màn hình này bây giờ chỉ vừa đủ các bạn dùng thôi. Độ sáng nó trang bị là 262 CD, cường độ ánh sáng cho 1 m².
Và là màn hình TN, khi các bạn thay đổi góc nhìn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màn hình nó sẽ hơi nhợt nhạt. Nói chung cái màn hình này chỉ đủ xem, đủ nhìn và đủ thấy thôi. Tỷ lệ bao phủ màu trên màn hình đạt 64% sRGB và hơn 40% Adobe RGB. Nói chung thì màn hình này không có gì đặc biệt cả. Các bạn sẽ thấy là một chiếc máy không quạt tản nhiệt chạy ra sao. Thì các bạn có thể thấy là nhiệt độ của máy thì cũng không quá nóng các bạn ạ. Đây, ở tác vụ về đồ họa 2D thì nhiệt độ ở mức khoảng trên 60 độ C, xấp xỉ 70 độ C. Và chạy 2D thì cực kỳ mượt, mức FPS ở mức khoảng trên 100. Trong khi đó thì chế độ 3D thì thưa các bạn là rất tung chảo luôn, không phù hợp với các tác vụ về đồ họa 3D, không thể chạy được 3D các bạn nhé. Mà game chuyên nghiệp thì nói luôn các bạn không chơi đâu nhá. Những lúc rảnh thì chúng ta có thể cài web game hoặc là những cái tựa game 3D nhưng ở dạng nhẹ như này. Đây là tựa game Left 4 Dead các bạn ạ. Và chơi game này thì các bạn thấy là mức FPS cũng tương đối là thấp, nó chỉ khoảng từ 20 đến 30 thôi. Vâng, thưa các bạn, ở phân khúc gọi là đạt được tiêu chuẩn đồ bền quân đội và ở phân khúc giá cực kỳ rẻ luôn, nó chỉ có dưới 6 triệu đồng. Đó là chiếc Asus ChromeBook Flip 214 các bạn ạ. Chiếc máy này được trang bị chip Pentium cũng là thế hệ thứ tư, RAM 4GB và SSD 64GB. Màn hình xoay gập 360 luôn, sáng đẹp long lanh. Và với hệ điều hành Chrome thì thời lượng pin có thể kéo dài duy trì dùng 8 đến 10 tiếng. Có đầy đủ camera trước sau. Chính vì thế đây là một trong chiếc máy bán chạy nhất ở phân khúc giá rẻ cho công việc học tập và làm việc online. Bây giờ mời quý vị các bạn tham khảo ngay sau đây. Vỏ máy được làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn ạ. Và bên trên của nó là lớp nhựa xước. Đây các bạn thấy này, Chrome. Đó, logo Asus. Máy chỉ có hơn 1kg thôi, 1,29kg. Và các bạn thấy cổng C cái thứ đầy đủ luôn. Đây lỗ khóa của máy này, USB Type-C luôn, cái này cắm sạc được cả pin các bạn nhé. Đây là phím bật nguồn, volume to nhỏ này. Đằng trước các bạn thấy là không bố trí bất kỳ một cổng gì cả. Các bạn mở máy cũng không quá khó đâu. Ở bên này có hẳn một cổng Type-C nữa các bạn ạ. Ô, con này xịn nhỉ. Một chiếc máy giá rẻ mà lại có đến hai cổng USB Type-C, đầu độc thẻ, cổng phone, cổng mic để các bạn kết nối âm thanh bên ngoài, mà thêm một cổng USB truyền thống để các bạn có thể cắm kết nối dữ liệu. Khá ngon. Đây là màn hình 11,6 inch LED HD. Độ phân giải của màn hình là 1366x768. Và độ sáng của màn hình nó sẽ đạt xấp xỉ 300 CD, cường độ ánh sáng cho 1m². Đây các bạn thấy bật hết sáng lên này, nó rất là đẹp. Đây. Các bạn thấy tiện dụng không? Mình sẽ thử tính năng máy ảnh đầu tiên. Đó, 1 megapixel. Còn cái máy ảnh đằng sau thì tớ sẽ gập lại xem nó như nào. Mình đã để tiếng Việt các bạn nhé. Đây các bạn thấy camera sau. Đó, các bạn nhìn nó nét không? Camera sau thì nó sẽ ở đây. Phần này các bạn này. Camera sau, camera trước. Đây nhá. Chúng ta chỉnh ở đây. Đó. Con đằng sau 5 megapixel nó rất là LED. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử test YouTube nhá. Đây là một đoạn video 4K mình hay dùng test cho mọi người một ngày này. Các bạn có thể thấy là với màn hình HD 1366x768 nhưng được tính tích hợp tấn lên IPS. Thì góc nhìn của màn hình các bạn có thể nhìn thấy nó rất là tươi. Và cái quan trọng là các bạn test ở đây là chúng ta không thấy hiện tượng giật lag khi chúng ta xem video 4K. Mình sẽ xoay thử nhé. Đó, nó sẽ tự động xoay. Kể cả khi các bạn đi làm về buổi tối chẳng hạn, các bạn muốn cầm một chiếc máy lên giường, các bạn có thể check mail, xem các công việc đơn giản, xem phim, giải trí, lướt web, nó cũng rất là tiện. Vâng thưa các bạn, chiếc thứ tư mình muốn giới thiệu các bạn đó là thương hiệu HP đến từ nước Mỹ các bạn ạ. HP là một trong những thương hiệu máy tính cũng phải nói là lâu đời nhất thế giới hiện nay. Mình muốn giới thiệu các bạn đó là mẫu HP Laptop DQ003DX. Mẫu máy này có màn hình 14 inch, chất lượng bàn phím và trang bị cấu hình tương đối là tốt với khả năng nâng cấp khá là ok. Giá máy cũng chỉ ở phân khúc đó là hơn 7 triệu đồng. Mời quý vị các bạn tham khảo qua bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy nó chỉ có 1,46kg thôi. Mình cầm một tay hoàn toàn thoải mái luôn các bạn ạ. Thiết kế theo ngôn ngữ tối giản và hiện đại. Hơi bao tròn. Toàn bộ vỏ máy làm bằng nhựa các bạn nhé. Nhựa tái chế. Khá đẹp các bạn ạ. Ai chà. Khá đầy đủ cổng các bạn ơi. Một chiếc máy chỉ có phân khúc giá hơn 7 triệu mà được trang bị cổng USB Type-C. Cổng phone và cổng mic với giao tiếp 3.5 để các bạn kết nối âm thanh. Hai cổng USB để các bạn kết nối các thiết bị ngoại vi. HDMI để kết nối âm thanh, tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài nhé. Cổng sạc của máy này.
Đằng trước là một ngôn ngữ thiết kế tối giản, nó chỉ có cái G hơi nhỏ chỗ này để các bạn có thể mở máy này. Ở bên này thì duy nhất chỉ có đầu đọc thẻ đó các bạn ạ, và đèn tín hiệu của ổ cứng và máy đang sử dụng. Logo mạ Chrome này, khá là sang. Với phiên bản màn HD ấy, thì độ sáng của nó đạt là 220 nit thôi. Còn với phiên bản màn full thì nó sẽ đạt là 250 nit. Đây, tỷ lệ bao phủ màu ngon phết này, 63% RGB và 40% AROB RGB. Các bạn sẽ thấy là cái màn hình của nó được build sản xuất là 2019 này. Tỷ lệ bao phủ màu này có thể giúp các bạn thiết kế design. Nhưng cái máy của chúng ta thì nó thực sự thì chỉ dùng Photoshop AutoCAD thôi. Lặng hơn là không dùng đâu các bạn ạ. Đây các bạn thấy tốc độ đọc ổ cứng thì cũng không có gì xuất sắc cả. Đây, tốc độ đọc của nó chỉ 253m thôi. Và tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 200m một giây. Nói chung là còn chậm hơn cả cái ổ cứng SSD SATA 3. Thông thường nó đọc khoảng hơn 500. À, xem âm thanh của nó có hay không. Cái này, con chuột này thì kiểu nó liền như này và nó cũng khá là rộng, mình bấm vào thì có cảm giác hơi bập bùng các bạn ạ. Được cái là màn full thì các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh nó hiển thị 4K khá đẹp. Còn nếu mà trên phiên bản màn hình HD thì nó rỗ hơn nhé. Đây các bạn sẽ nhìn thấy góc nhìn của màn hình Full HD IPS, nó cũng khá là ok. Không ngờ một chiếc máy giá chỉ có hơn 8 triệu lại có mua được màn Full HD IPS luôn. Chất lượng âm thanh nói chung là vừa đủ các bạn nghe thôi. Xem phim nghe nhạc giải trí chiếc máy này chắc không có gì để chê cả các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đang test qua phần mềm Full Max các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là máy chúng ta không quạt tản nhiệt, nhưng với dòng CPU ở đây chúng ta sẽ thấy là dùng Xeon, nó sinh không quá nhiều nhiệt. FPS ở chế độ 2D thì làm việc tương đối là tốt, cũng ở mức khoảng trên 100. Còn 3D thì các bạn sẽ thấy này. Các bạn ơi, chiếc thứ 5 mình muốn review các bạn cũng ở phân khúc giá cực kỳ ok, nó chỉ có 6 triệu đồng thôi các bạn ạ. Đó là chiếc Lenovo Winbook 100. Chiếc máy này được trang bị màn hình 11,6 inch, cũng được trang bị tiêu chuẩn độ bền quân đội luôn. Dòng CPU đó là con này là Xeon thế hệ thứ tư các bạn ạ, 4020, RAM 4GB, màn hình 11,6 inch LED HD, có độ phân giải là 1366x768, trọng lượng của máy nó chỉ có 1,21 kg, chất lượng bàn phím tốt, giá bán chỉ có 5,9 triệu. Thì đây là một trong những chiếc máy học tập và làm việc online cũng như công việc văn phòng cũng cực kỳ ok. Mời quý vị các bạn tham khảo qua bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Cửa hàng mình đang sale giá với mức giá là 5,9 triệu, trong khi đó các cửa hàng FPT họ đang bán hơn 7 triệu siêu phẩm này các bạn nhé. Trọng lượng của máy nó chỉ có 1,21 kg thôi. Máy làm bằng vỏ, bằng nhựa tái chế và thiết kế thì kiểu là hơi bo tròn, hơi hướng đến những người dùng văn phòng nhá. Bản lề của dạng này thì cực kỳ bền luôn. Bên trên này kiểu dạng như một lớp nhựa, nó có kiểu vân nhám như này, chống bám vân tay khá tốt. Và cảm giác của mình cầm vào hơn cân thì cực kỳ nhẹ. Nhìn đằng sau thì giống quyển sổ các bạn ạ. Logo Lenovo. Ở phần bên tay phải của mình thì các bạn thấy đây là phím bật nguồn này, cổng USB 3.0 này, đầu đọc thẻ và lỗ khóa của máy nhá. Máy nhìn đằng sau thì không quá dày, cũng chẳng quá mỏng. Đằng trước là một cái G khá lớn thì các bạn mở máy ở đây này. Các bạn thấy ở bên cạnh trái thì các bạn thấy là cổng sạc này, cũng là cổng USB Type-C luôn. Và nếu mà các bạn cắm sạc vào đây thì đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ không cắm cổng chuyển với tín hiệu Type-C bên ngoài. USB 3.0, HDMI, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 các bạn nhá. Màn hình này là TN các bạn ạ, HD TN. Tỷ lệ bao phủ màu của nó, á chà, TN mà tỷ lệ bao phủ màu đạt 77% RGB luôn này, 50% AROB RGB. Màn hình được sản xuất là năm 2013. Trời ơi, chính ra là chiếc máy này đã được sản xuất trước rất là nhiều các bạn ạ, rất là lâu rồi. Trong khi đó là chiếc máy này được sản xuất là 2020, mà cái màn hình sản xuất từ 2013. Thì các bạn sẽ thấy là cái công nghệ màn hình của nó là màn hình dày. Nó sẽ lắp chung trên rất là nhiều dòng máy tính phổ thông để gọi là giảm giá thành chi phí. Mình sẽ bật cái phần mềm C-Band lên để xem hiệu năng xử lý của CPU nhé. Đây các bạn sẽ thấy là CPU của nó chỉ có 2x2 luồng thôi. Nói chung con này thì không có gì xuất sắc cả. Vega On đang sử dụng trên máy là UHD Graphics 600. Đây các bạn nhìn rõ này.
Con này thì mình cũng không phải test để làm gì cả, bởi vì nó không xử lý được tác vụ về đồ họa nhiều đâu ạ. Loa hay không nào? À, loa rất là to. Màn hình TN này các bạn thấy là nó nhìn trên máy thì nó hơi nhợt nhạt. Đây là một đoạn video 4K luôn các bạn ạ. Mặc dù đây chỉ là màn hình HD nhưng chiếc máy nó vẫn có thể chạy rất là mượt. Và góc nhìn của màn hình TN thì các bạn thấy khi thay đổi góc nhìn thì nó nhìn nó sẽ hơi bị lóa đi, nó không chuẩn màu. Con này để dùng xem phim, nghe nhạc giải trí và học online thì cũng là chuẩn các bạn ạ. Có chống lóa đấy các bạn, các cháu hoặc mọi người có thể học online liên tục mà không sợ mỏi mắt. Loa không quá to, chẳng quá nhỏ và nghe cũng bình thường. Đây các bạn thấy là tác vụ về đồ họa 3D thì cực kỳ tệ, FPS chỉ 4 bởi vì chiếc máy chúng ta không thể làm đồ họa 3D được, không thể chơi những tựa game nặng được các bạn ạ. Nó chỉ xử lý các tác vụ về đồ họa 2D cơ bản thì ok ngon lành, FPS vẫn đạt trên 100. Đấy, nhiệt độ thì các bạn có thể nhìn thấy nó hiển thị ở mức khoảng trên 50 độ C. Nói chung là mình test rất là nhiều dòng chip Pentium này rồi, 4020. Các bạn ơi, mình đang cài tựa game Left 4 Dead các bạn ạ. Nói chung thì nó chỉ chơi những tựa game bắn súng đơn giản như này thôi. FPS chơi được khoảng từ 40 đến 50. Nhiệt độ chơi game ở mức khoảng trên 50 độ C. Vâng, thưa các bạn, là mình đã vừa tổng hợp lại top 5 những chiếc laptop giá rẻ bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam ở phân khúc giá từ 6 đến dưới 10 triệu đồng. Đây đều là những chiếc máy mới 100% của các thương hiệu nổi tiếng. Máy mới sẽ được bảo hành chế độ là 1 năm cho phần cứng và trọn đời cho phần mềm. Quý vị các bạn mua máy thì đều được tặng kèm theo một ba lô, một con chuột và một nót chuột các bạn nhé. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.